Chào các bạn, mình mong các bạn có một ngày thật là vui. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem, đây là phiên bản 2017 Toyota Corolla, rất là đẹp. Và sự yêu cầu của anh Duy Trần thì mình sẽ làm cái review chiếc xe này cho các bạn xem cho vui nha. Đây là phiên bản 2017 Toyota Corolla, model là SE trên chiếc xe này. Các bạn nhìn thấy cái phần bumper ở phía trước không? Cái phần lưới tản nhiệt rất là lớn. Cái phần này là chỉ cho xe model SE đổ lên nha các bạn. LE kia như là LE Eco không có cái này nha. Quá đẹp luôn. Logo Toyota rất là lớn. Cụm đèn phía trước cũng như là phía sau là dạng LED nha các bạn. Như các bạn biết, Toyota Corolla đã có trên thị trường thế giới là hơn 50 năm. Chính xác là năm ngoái là họ đã kỷ niệm 50 năm Toyota Corolla có trên thị trường thế giới. Và trải qua hơn 50 năm, họ đã bán hơn 43 triệu chiếc xe trên toàn thế giới nha các bạn. Xe Toyota Corolla là loại xe được biết đến, bán chạy nhất trên thế giới nha các bạn. Đã qua 11 thế hệ khác nhau, vẫn luôn luôn là loại xe tốt, được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng, tiết kiệm nhiên liệu rất là tốt. Mình sẽ quay bên ngoài cũng như là bên trong và máy cho các bạn xem nha. Xe Toyota Corolla năm 2017 này có tới 6 phiên bản khác nhau nha các bạn. Model L, rồi model LE cũng như là LE Eco và model SE và SE 50 năm kỷ niệm. Và model XLE rồi XSE là loại thấp nhất nha các bạn. Còn model SE thì có tùy chọn là hệ thống hộp số tự động CVT hoặc là hộp số tay 6 cấp nha các bạn cho model SE. Thì đây là model SE, các bạn nhìn thấy ở phần phía trước rất là đẹp. Đây là có niềng hộp kim alloy với đường kính bánh xe là, cho các bạn xem nha, P215 45R17, là L cũng như là LE thì là cái niềng bánh xe là có đường kính là 15-16 inch bằng steel. Chiếc này rất là tiết kiệm nhiên liệu nha các bạn. Ở chạy ở trong thành phố là khoảng 27 dặm một galon, cũng như ở trên đường trường là 35 dặm một galon. Và chiếc này được trang bị rất là nhiều đồ an toàn cũng như là tiện nghi cho các bạn. Các bạn nhìn thấy đây không? Đây là đèn chiếu hậu, có đèn LED xi nhan ở đây nha các bạn. Cũng như là có trang bị hệ thống sưởi ấm cho kính chiếu hậu bên ngoài. Phần mở nắp xăng thì ở bên người lái nha các bạn. Chiếc xe này là vẫn còn mới tinh, chưa có người làm chủ. Như các bạn nhìn thấy đó, nó nhập từ hãng về vẫn còn bao bọc bởi những sợi giấy trắng này. Cụm đèn ở phía sau cũng là dạng đèn LED nha các bạn, rất là đẹp. Như mình nói, đây là model SE, có tới 6 phiên bản khác nhau nha các bạn, đi Corolla. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Model SE được trang bị cái phần cánh gió ở phía sau. Đây là phần táp lô ở cửa sau nha các bạn.
bột da màu đen cũng rất là đẹp cho model SE này. Như các bạn nhìn thấy, ghế ở phía sau là cho 3 người ngồi với những đường chỉ màu xanh rất là đẹp. Xe này trang bị hộp số CVT tự động nha các bạn. Với đời 2017, Toyota đã hoàn toàn sửa những cái lỗi của hệ thống hộp số CVT rồi, rất là tốt. 50-50 nha các bạn, có nghĩa là các bạn có thể để cái phần này ở giữa. Phần trên là bằng da, ở dưới là bằng nỉ nha, rất là đẹp. Mình có thể gấp cái phần này lại được nha các bạn. Model SE này không có phần cửa thổi hơi cho hệ thống máy nóng cũng như máy lạnh ở phía sau. Họ trang bị cái cup holder ở phía giữa này và hai bên cửa ở phía sau nha các bạn. Xe được trang bị tới 8 túi hơi an toàn ở xung quanh xe cũng như ở trên mui. Tải cầm đây nha các bạn. Đây là phần khung gian ở phía trên tắp lô, rất là đẹp. Mình thích là cái phần thiết kế của hệ thống cửa cho máy nóng cũng như máy lạnh, rất là đẹp. Màn hình cảm ứng là 7 inch. Đây là phiên bản S. Như các bạn nhìn thấy, trên vô lăng có hệ thống Bluetooth chỉnh âm lượng cho radio cũng như là đài radio. Và bên tay phải các bạn có thể điều chỉnh những tín hiệu, và các bạn có thể điều chỉnh những thông tin trên màn hình hiển thị. Và ngoài ra, xe này có trang bị hệ thống Radar Cruise Control và Lane Departure để giúp cho các bạn chạy đúng trên con lane của mình. Đây là phần táp lô cửa của người lái nha các bạn, rất là đẹp, có loa, nút điều chỉnh kính chiếu hậu bên ngoài, chỉnh đèn ở bên trong cho sáng hoặc là mờ. Đây là công tắc bật đèn ở phía trước. Như mình nói, đây là hệ thống điều chỉnh âm lượng Bluetooth, Lane Departure và Radar Cruise Control cũng như là những thông tin về màn hình hiển thị này. Xe chỉ mới có 2 dặm. Model SE không có ghế tự động ở phía trước nha các bạn. Đây có chế độ thể thao cho hộp số CVT này cũng như là Track Control System an toàn. Màn hình cảm ứng là 7 inch. Đây là những nút điều khiển hệ thống máy nóng cũng như máy lạnh tự động nha các bạn. Đồng hồ đây. Cửa thổi gió máy nóng cũng như máy lạnh ở đây. Bây giờ mình cho các bạn xem cái cốp đựng đồ cá nhân nha. Cũng rất là khá lớn. Và đây là những cuốn sách cho người sử dụng. 2017 Toyota Corolla. Model SE này không có trang bị hệ thống chìa khóa thông minh nha các bạn. Với chiếc 2017 Toyota Corolla này, Toyota đã trang bị rất nhiều hệ thống an toàn mà các bạn không phải trả thêm một phần tiền nào. Đây là những phần này giờ trở nên căn bản cho tất cả các loại xe nha các bạn. Vehicle Stability Control, Traction Control, Anti-Lock Brake System, Electronic Brake Force Distribution, Brake Assist, Smart Stop Technology. Ngoài ra còn có thêm những hệ thống này nè các bạn. Toyota Safety Sense P, gọi tắt là TSSP, Pre-Collision System with Pedestrian Detection Function, Lane Departure Alert with Steering Assist Function, Auto High Beam
Dynamic Radar Cruise Control. Rất là nhiều nha các bạn. Các bạn không phải trả thêm một phần tiền nào hết. Chiếc này là gói động cơ là 1.8, 4 xi lanh, 16 valve. Dual có nghĩa là hai phần VVT2, là hai phần cục trục cam thông minh. Hộp số CVT. Có hệ thống Sport Mode nè các bạn. Và đường kính của bánh xe là 17 inch. Đây là những hệ thống an toàn nhất mà Toyota đã có trong chiếc xe này. Chiếc xe này được đánh giá rất là cao nha các bạn. Overall nè các bạn, 5 sao. Về phần tiêu thụ nhiên liệu là 28 dặm ở trong thành phố cũng như là 35 dặm ở freeway. Chiếc xe này có giá bán là 21.613 đô cho chiếc xe 2017 Toyota Corolla Model SE. Mình sẽ cho các bạn xem những phụ tùng linh kiện được lắp ráp của chiếc xe 2017 Toyota Corolla này nha. USA, Canada thì là khoảng 65% những phụ tùng linh kiện đó, và ở Nhật là 25%. Thì hoàn toàn những đồ về máy móc là ở Mỹ cũng như là về hộp số là ở Nhật nha các bạn. Xe này được trang bị động cơ là 1.8 lít và 4 xi lanh, và cho ra công suất là 132 mã lực nha các bạn. Có hai phần trục cam biến thiên thông minh, hộp computer bên tay phải, hộp đựng đồ lược gió bên tay phải, hệ thống ABS cũng như những dàn dây cho hệ thống máy lạnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình hẹn các bạn ở video tới. Bye bye.